Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Washington. Kính thưa quý vị, đến với buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 7 2021 gồm có Chương 8, Hiền thứ nhất. Để mở đầu, xin kính mời quý vị theo dõi phần đầu của chương 8, Thực dân trả thù qua giọng đọc của Đào Trường Phúc. Chương 8, Thực dân trả thù. Phản ứng đầu tiên của thực dân. Cuộc biến động Yên Bái mãi đến 9 giờ sáng ngày mùng 10. Công sứ Yên Bái mới đánh được điện tín về Hà Nội. Lập tức nguyên soái Aubert hội kiến với toàn quyền Pasquier để tìm phương đối phó. Một mặt cho chuyển ngay binh sĩ, khí giới và phi cơ chiến đấu đến tăng cường cho Yên Bái. Một mặt ra lệnh báo động các đồn binh trong toàn cõi Bắc Việt. Tại Hà Nội, các công sở đóng cửa nghỉ ngày mùng 10. Quân đội mang khí giới đứng gác khắp các ngã đường, khám xét người qua lại. Các báo Pháp tại Hà Nội và Sài Gòn đều đăng hàng chữ lớn trên trang nhất. Theo tin của chúng tôi thì có hai cơ binh khởi loạn ở Yên Bái. Lính Khố Xanh phụ với lính Pháp đánh lại đội lính khởi loạn. Về phía Pháp có 10 viên quan và cai đội bị giết và mấy chục người bị thương. Qua ngày 11, các báo Pháp lại loan tin. Trước kia, tưởng là có hai cơ binh Khố Đỏ khởi loạn. Nay điều tra ra thì chính là vụ âm mưu của Cộng sản. Có chừng 60 đảng viên Cộng sản âm mưu với mấy chục người lính khởi loạn. Còn lính khác bị hăm dọa phải theo. Đến 6 giờ sáng, Thiếu tá Lê Ta Công đem hai cơ binh lại đánh. Thì loạn quân phải rút vào rừng khoảng Yên Bái Phú Thọ. Họ đem theo được 3 khẩu súng đại bác, 20 súng trường và vài trăm viên đạn. Ngoài ra, báo France Indochine ở Hà Nội, ngày 13, ký giả người Pháp dưới bút hiệu Saint-Faust viết rằng: trước kia người ta nói là bọn Cộng sản quấy rối, tôi thì tôi không tin rằng những bọn làm loạn đó là do từ bên Moscow xúi giục, mà chính là do các phong trào cách mạng Việt Nam Quốc dân đảng sử hồi tháng 7 năm ngoái đã liên miên tới nay mà gây nên việc rối loạn kia, chứ không phải là Cộng sản đâu. Các tờ báo Pháp khác, tờ thì đề nghị chính phủ nên mộ lính Lê Dương để thay thế lính Khố Đỏ. Tờ thì đề nghị chính phủ nên hạn chế và sửa đổi chương trình giáo dục để tránh sự làm loạn của thanh niên An Nam sau này. Báo Œuvre của tả đảng ở bên Pháp viết: điều quan hệ ngày nay là chúng ta phải biết rằng cái chính sách của chúng ta thi hành ở Viễn Đông bây giờ cần phải thay đổi mới được. Bởi rằng không phải mỗi lúc là ông Thượng Thư thuộc địa cứ đổ cho phong trào cách mạng ở ngoài tràn vào để che đậy những sự sai lầm của mình mà được đâu. Báo Populaire của Đảng Xã hội Pháp viết: xứ Bắc Kỳ đã xảy ra việc gì vậy? Dân ở các thuộc địa ta bên phương Đông đã nổi dậy chống chúng ta. Có lẽ nào chính phủ ta giả câm giả điếc hoài hay sao? Ngày 12, toàn quyền Pasquier đáp chuyến xe lửa đặc biệt từ Hà Nội lên Yên Bái để dự lễ tống táng 10 sĩ quan. Trước khi xe lửa tới ga Yên Bái 20 phút đồng hồ, có hai trái bom liệng vào phá hủy một phần nhà ga. Bài điếu văn của toàn quyền Pasquier đọc trước linh cữu 10 sĩ quan và hạ sĩ quan có đoạn: những đứa khốn nạn muốn sanh sự rối loạn đặng ngăn trở việc khai hóa của nước Pháp, nhưng chúng đã vấp phải cái thế lực của nước Pháp vững vàng, cứng rắn, không có sức gì lay chuyển được. Nhà nước sẽ trừng trị ngay những kẻ xướng loạn một cách đáo để,
đặng phục thù cho mấy người cả Tây lẫn A Nam đã bị hại một cách dã man. Mai đây sẽ có hội đồng đề hình xử bọn nó xứng đáng với tội ác của chúng nó. Sáng ngày 14, toàn quyền Pasteur ký nghị định thành lập hội đồng đề hình, cử Pouliot-Sieur thanh tra chính trị hành chính Bắc Việt là chánh hội đồng đề hình. Sự bắt bớ khủng bố các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng lan tràn khắp nơi rất dữ dội. Những người bị tình nghi hoặc có tư thù cá nhân với bọn tay sai phong kiến thực dân cũng bị bắt bớ một số khá đông. Ngục thất các tỉnh Bắc Việt cơ hồ không còn chỗ chứa. Dẹp cuộc cần vương khởi nghĩa của cụ Phan Đình Phùng thì Nguyễn Thân được phái đi đàn áp. Nay đến phong trào cách mạng dân tộc của Việt Nam Quốc Dân Đảng, chính quyền thực dân phong kiến cũng cử một vị đại thần là Vi Văn Định, tổng đốc tỉnh Thái Bình, đem một đại đội binh mã đi tiễu trừ các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tàn phá Cổ Am. Tại Vĩnh Bảo, vào hồi quá trưa ngày 16 tháng 2, một đoàn phóng pháo cơ gồm 5 chiếc bay tới liệng xuống làng Cổ Am 57 trái bom hạng 10 ký suốt từ đầu đến cuối làng, rồi bay rất thấp, xả súng liên thanh xuống. Nhà cửa hầu hết bị cháy rụi, cây cối bị đổ nát hết, làm thiệt mạng 21 người, gồm 10 người đàn ông, 5 người đàn bà, 6 trẻ con, đều là thường dân cả. Thực dân Pháp đã căn cứ vào điều luật 61, tội hình A Nam định rõ như sau. Gương chức kỳ mục trong làng có trách nhiệm về những vụ trộm cướp, sát nhân, đánh người bị thương hoặc tất cả hành động phạm pháp của nhóm lạ mặt gây ra thiệt hại cho làng mạng. Nếu họ không thể đương đầu nổi với lực lượng lớn át kia, họ phải xin tiếp cứu. Điều luật 64 ghi rằng họ phải đến trước tòa để trình rõ về sự kiện và trường hợp trách nhiệm về việc đó, hoặc cá nhân do ủy ban kỳ mục bầu lên, hoặc trả lời trách nhiệm tập thể nếu sự kiện kia thuộc về toàn thể hương thôn. Những người cách mạng bị bắt hầu hết, duy có Trần Quang Diệu trốn thoát. Tất cả những nhà cửa của những người bị bắt trong hai huyện Phụ Dực và Vĩnh Bảo đều bị đốt phá thành đống tro tàn. Làng Điểm Diêm và phố Hàng Bè, nơi bắt và giết Hoàng Gia Mô, cũng đều bị đốt phá hết. Tiếp đến, các làng Phong Cầu, Đồng Tải, Kha Lâm, tỉnh Kiến An, La Hào, Võng La, Sơn Dương, tỉnh Phú Thọ, thực dân cũng đem lính khố xanh đến triệt hạ. Thống sứ Roman thông tư bằng điện tín cho khắp các công sứ chủ tỉnh nguyên văn như sau. Bọn giặc giết ông huyện Vĩnh Bảo rồi trốn về làng Cổ Am, thì ngày hôm qua bản chức đã phái phi cơ liệng bom xuống làng Cổ Am. Vậy bản chức thông tư cho các ngài biết, các ngài phải thông báo việc ấy cho sâu rộng để cho các xã trong dân đều hay. Nếu làng nào còn chứa chấp bọn khởi nghĩa thì cũng sẽ bị ném bom xuống ngay như làng Cổ Am, chứ không tha thứ. Trần Quang Diệu thay đổi hình dạng trốn thoát. Trần Quang Diệu sinh năm 1888, là con cụ Tú Tài Trần Văn Dư ở làng Cổ Am, Tổng Đông An, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Trần Quang Diệu dáng người tầm thước, da trắng mắt sáng, tính tình hòa nhã hào hiệp, nhưng rất cương quyết. Hán văn thi đậu khóa sinh, pháp văn đậu tiểu học Pháp Việt. Sau khi thi đậu thừa phái, nhưng không chịu đi nhậm chức làm nghề dạy học tư trong vùng. Trần Quang Diệu còn có một người em trai là Trần Văn Quanh, giáo học, cũng là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng,
bị hội đồng đề hình kết án khổ sai chung thân, đẩy ra Côn Đảo. Thực dân Pháp ra lệnh truy nã Trần Quang Diệu, đồng thời bắt khai quật phần mộ cụ thân sinh ra ông là Trần Văn Dư mới tạ thế được hơn một năm, đem để lộ thiên tại trước cổng đồn binh Khố Xanh, Ninh Giang. Cho mãi đến tháng 5 năm 1930, sau khi đã bắt được Trần Quang Diệu từ tỉnh Thái Nguyên, đem về giam tại Ngục Thất Hà Nội, thực dân mới cho phép thân nhân ông Trần Quang Diệu mang thi hài cụ Trần Văn Dư về an táng tại Cổ Am. Nguyễn Thái Học bị bắt ở ấp Cổ Vịt. Hưởng ứng cuộc tổng khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Lăng Vân, một nhà cách mạng Việt Nam lưu vong ở Trung Quốc, huy động đồng chí từ Long Châu phất cờ cách mạng, kéo quân đánh vào phía biên giới Lạng Sơn. Đạo quân này bị đánh tan, Lăng Vân bị nhà chức trách Trung Hoa bắt được ở Bằng Tường, đem xử tử. Tiếp theo, đoàn kiểm điểm được các đồng chí lưu vong ở Trung Hoa đặc phái về nước để quan sát tình hình và đón Nguyễn Thái Học xuất ngoại. Các đồng chí ở trong nước như Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân cũng khuyên Nguyễn Thái Học, anh nên xuất ngoại để tạm lánh sự không may rất có thể xảy đến. Cái tên anh đã vang dội khắp trong nước cũng như ngoài nước. Anh xuất ngoại sẽ có lợi cho việc ngoại giao của Đảng lắm. Với quốc dân họ coi anh như linh hồn cột trụ vững chắc của Đảng. Còn các đồng chí thì vững lòng tin tưởng, nương tựa mà theo đuổi công cuộc cải tổ lại Đảng ở bên trong. Nguyễn Thái Học cười đáp, không thể được, không thể được. Nguyễn Thái Học cho rằng việc thất bại vừa rồi là trách nhiệm ở tại nơi mình, mà bao đồng chí bị giết, bị tù đày, bao nhiêu gia đình bị tan nát, bao nhiêu làng xóm bị đốt phá, đồng bào bị ly tán, lầm than. Nguyễn Thái Học cần phải ở lại trong nước, cùng với các đồng chí còn ở vòng ngoài, để lo cải tổ lại Đảng, làm tròn sứ mạng phục quốc và kiến quốc, mặc dù phải chịu mọi sự gian lao, nguy hiểm. Nguyễn Thái Học cương quyết không chịu xuất ngoại. Thực dân thì ra lệnh lập thêm điếm canh tại các làng, xóm, ấp, trại, các trục giao thông, thông chi cho các quan lại địa phương phải ngày ngày đêm đêm đôn đốc sự canh phòng và khám xét các khách bộ hành qua lại một cách thật nghiêm ngặt. Số thám tử cũng được tăng cường, phái đi do thám khắp mọi nơi, lại biệt phái một đội lính Lê Dương đi tuần phòng lưu động khắp miền biên giới Việt Hoa và các địa phương có địa thế hiểm yếu. Đồng thời, thực dân cho in hàng vạn tấm hình Nguyễn Thái Học, kèm theo hàng triệu tờ truyền đơn, cáo thị dân chúng. Nếu ai bắt hoặc giết được Nguyễn Thái Học, chính quyền thực dân sẽ tặng thưởng một số bạc là 5.000 đồng, với 5.000 đồng thời 1930. Trong thời kỳ này, Nguyễn Thái Học thường lưu trú ở vùng Lương Tài, tức là Gia Bình, thuộc tỉnh Bắc Ninh, vì suốt từ Bến Đỏ, Kênh Vàng cho đến Mỹ Lộc, cả vùng rộng lớn ấy đều thuộc ảnh hưởng của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Để xúc tiến việc cải tổ Đảng, một hội nghị cán bộ Đảng được triệu tập tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Tuyên tại làng Trụ Thôn Tổng Yên Trụ thuộc huyện Lương Tài. Suốt từ đêm 14 cho đến đêm 19 tháng 2. Sau khi hội nghị bế mạc, Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân cùng một số cán bộ vội vã ra đi. Tiếp đến, Nguyễn Thái Học, Sư Trạch, Ký Tiểu, Chánh Kinh, Chánh Tuyên cũng thu xếp ra đi. Đồng chí Phạm Văn Phổ đề nghị với Nguyễn Thái Học nên đi đường thủy, do các đồng chí địa phương phụ trách thuyền bè và hộ tống có sự bảo đảm chắc chắn hơn. Nhưng Nguyễn Thái Học nhất định không nghe, cho rằng việc cấp bách mà đi đường thủy sẽ mất rất nhiều thì giờ. Vào hồi 8 giờ rưỡi sáng ngày 20 tháng 2 năm 1930,
Nguyễn Thái Học cùng 4 đồng chí vận quần áo lối phu mỏ, vai mang đẫy đi qua ấp Cổ Vịt, là ấp của tên thực dân Kleber. Phía giáp quan lộ có đặt điếm tuần canh suốt ngày đêm. Vì là ấp của thực dân nên được đồn trưởng đồn binh Khố Xanh Chi Ngãi phát cho tuần canh 2 khẩu súng trường và mấy chục viên đạn. Thấy người lạ mặt đi qua, 5 tên tuần phu đang ngồi trong điếm canh hô to đứng lại để xét giấy tờ và khám hành lý. Làm thế nào mà đứng lại để cho bọn tuần phu khám xét được, nên bắt buộc cứ tiến và liệng lại một trái tạc đạn để dọa cho bọn tuần phu khỏi đuổi theo. Rồi Nguyễn Thái Học cùng Sư Trạch chạy rẽ vào phía rừng. Ngờ đâu bọn tuần phu cũng có súng, vội hô hoán ầm ĩ, xô nhau đuổi theo, nổ súng bắn trúng vào chân Nguyễn Thái Học và Sư Trạch, khiến 2 người cũng bị ngã quỵ. Anh hùng mạt lộ, bọn tuần phu đổ xô nhau lại, kẻ dùng giáo, người dùng báng súng đánh đập túi bụi, rồi hô nhau trói lại, khám hành lý và thẻ tùy thân. Nguyễn Thái Học ung dung nói, thôi không phải khám xét, chính ta đây là Nguyễn Thái Học, còn đây là Sư Trạch. Bọn tuần phu trố mắt nhìn nhau rồi nói, rõ thật khổ quá, sao các ông không dừng lại và nói thật ngay đi, nếu chúng tôi biết ông là Nguyễn Thái Học thì chúng tôi nhất quyết mặc sức cho các ông đi tự nhiên. Bây giờ việc đã trót lỡ mất rồi, tên Kleber đã biết, im đi không được, biết làm thế nào bây giờ. Nguyễn Thái Học mỉm cười nói, thôi anh em cứ việc khiêng chúng tôi mà đem nộp cho Tây để mà lĩnh 5.000 bạc tiền thưởng. Tin đã bắt được Nguyễn Thái Học được cấp báo với Kleber. Ý bắt mỗi người ngồi vào trong một cái thúng, sai tuần phu khiêng lên nộp đồn binh Chi Ngãi. Kleber tự vác súng đi kèm. Còn Chánh Kinh, Chánh Tuyên và Ký Tiểu chức Ký Diễn, nhân đi phía sau thừa lúc lộn xộn không ai để ý, chạy thoát vào khu rừng Kiếp Bạc, nghỉ lại một ngày đêm. Sớm ngày 21, 3 người bơi qua sông Luống để về Gia Bình. Khi bơi ra giữa dòng sông, Chánh Tuyên quay lại bảo 2 đồng chí, thôi vĩnh biệt 2 anh, đại sự đã hỏng mất rồi, tôi chẳng thiết sống làm gì nữa. 2 anh còn đủ sức khỏe, hãy gắng mà sống để phụng sự Đảng, phụng sự quốc gia dân tộc. Chánh Kinh và Ký Diễn trở về Gia Bình được ít ngày thì Ký Diễn bị Pháp bắt rồi bỏ mình ngoài Côn Đảo, còn Chánh Kinh trốn khỏi lưới quân thù. Từ đồn Chi Ngãi, Nguyễn Thái Học và Sư Trạch bị đưa lên tòa sứ tỉnh Hải Dương rồi đưa lên Hà Nội. Khi hay tin đã bắt được Nguyễn Thái Học, từ chính phủ đến các giới thực dân Pháp đều thở phào lên tiếng, vậy là xong việc. Sau khi Nguyễn Thái Học bị bắt, tờ báo Volonté Indochinoise xuất bản ở Hà Nội viết, không, Nguyễn Thái Học chưa phải là lãnh tụ Đảng Cách Mạng đâu. Báo Volonté Indochinoise viết tiếp, không, chúng ta chưa tóm được mấy tên đầu đảng mà, chúng nó hãy còn tự do hành động, có lẽ ở ngay bên chúng ta mà chính phủ chưa tóm được. Chính phủ cũng tự biết vậy, mà dân chúng cũng biết như vậy. Thế thì bây giờ đã vội nói rằng bắt được những người như Nguyễn Thái Học là đầu đảng là xong chuyện ư? Có lẽ các quan trên tưởng rêu rao như vậy là có ảnh hưởng gì chăng? Thật ra bắt được bọn tên Học cũng là việc hay, chúng bị án quốc sự mà hội đồng đề hình xử án trảm quyết cũng là đúng. Xong, tôi xin van các ông đừng có bắt chúng tôi tin rằng Nguyễn Thái Học và mấy đứa học trò theo nó cùng là mấy thằng thợ hồ, mấy thằng điền tốt vào Đảng Cách Mạng ấy. Ấy là đầu đảng đó. Chúng nó bất quá cũng như bọn lính đồng mưu gây ra mấy cuộc lưu huyết, chỉ là cái khí cụ do những tay khác sai khiến mà lính mật thám chưa tròng khóa vào những tay ấy được. Chúng ta cứ vững lòng,
Nay mai chính phủ sẽ tóm những tay thật là trọng yếu trong đảng cách mạng, rồi chính phủ sẽ nói cho ta biết. Chính phủ sẽ kể cả chức tước của bọn phạm nhân ấy ra nữa, chừng đó sẽ quên sự đã tặng cho Nguyễn Thái Học là lãnh tụ đảng cách mạng, nhưng hiện bây giờ thì chưa. Báo Volonté en Chinois ám chỉ ông Quách Vị, tuần phủ tỉnh Hòa Bình. Sự thật, ông Quách Vị chỉ là một đảng viên thường của Việt Nam Quốc Dân Đảng, cũng như trăm ngàn đảng viên khác của đảng. Họ Quách gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng từ đầu năm 1928. Ông Quách Vị đã quy tụ được một số các quan lang, thân hào và nhân sĩ vào tỉnh đảng bộ ở tỉnh Hòa Bình. Họ Quách rất mực, trung thành và còn giúp đỡ cho đảng nhiều việc rất quan trọng. Vì ông Quách Vị có rất nhiều uy tín đối với đồng bào Mường, Mán, Thổ dân. Rút dây sợ động rừng, thực dân Pháp biết rõ như vậy nên không dám bắt ông, mà chỉ ra lệnh đề phòng mà thôi. Báo chí thực dân đã vê tròn, bóp méo, xuyên tạc sự thực rất nhiều. Điều ấy không lấy gì làm lạ. Trong khi bị giam ở ngục thất Yên Bái, Nguyễn Thái Học có viết hai bức thư bằng Pháp ngữ gửi cho các nghị sĩ Quốc hội Pháp và toàn quyền Đông Dương, nhưng bị chính quyền thực dân giữ lại, không cho gửi qua Pháp. Bức thư ấy được ký giả Louis Roubaud theo đúng nguyên ý tóm gọn lại như sau. Thưa các ông nghị, theo công bằng, quyền của mọi công dân là muốn giải phóng dân tộc. Theo nhân bản luận, bổn phận mọi cá nhân là cứu trợ đồng bào cực khổ. Tôi đã trông thấy gì? Đã 60 năm, tổ quốc tôi bị đặt vào vòng nô lệ, các ông dòng giống tôi bị đe dọa bởi cuộc sinh tồn. Tôi có quyền, vậy thế, và bổn phận bảo vệ xứ sở và đồng bào tôi. Trước hết, ý nghĩ của tôi là muốn đi tới mục đích hợp tác với các ông, nhưng những thế cờ ấy nhắc lại, dẫn cho tôi đến sự thừa biết rằng những người Pháp không muốn thành thật trong công cuộc hợp tác ấy. Và như thế, tôi không thể phục vụ đồng bào tôi dài lâu nếu các ông vẫn làm chủ trên xứ sở này. Nên năm 1927, tôi lập một đảng phái quốc gia An Nam và hành động trải rộng về: thứ nhất, đuổi Pháp ra khỏi lãnh thổ; thứ hai, thành lập một chính phủ Cộng hòa An Nam trên căn bản thành thật dân chủ. Tôi sẽ chịu hết trách nhiệm về cá nhân tôi qua các biến động chính trị đột biến trên xứ sở này. Từ ngày tôi thành lập đảng, chỉ có tôi và chính tôi là thủ phạm. Sự hành hình riêng tôi là đủ, tôi xin ân xá cho những người khác. Điều nói này đây, tôi nói với ông rằng, những người Pháp muốn chiếm Đông Dương yên ổn, thì từ nay trở đi, không muốn bị một phong trào cách mạng nào quấy rối, thì các ông phải, thứ nhất, bỏ tất cả các phương pháp dã man vô nhân đạo; thứ hai, cư xử với người An Nam như bạn chứ không phải là chủ ác độc; thứ ba, cố gắng giảm bớt sự đau khổ tinh thần cũng như vật chất, xây dựng cho người An Nam quyền sơ đẳng cá nhân; thứ tư, không thể làm ngơ trước sự hối lộ của viên chức và tính xấu của họ; thứ năm, cho dân tộc ấy học hỏi phát triển thương mại và kỹ nghệ bản xứ. Xin các ông nghị nhận nơi đây sự biểu tỏ những tình cảm kính mến của tôi. Địch thủ của các ông, nhà cách mạng, ký tên Nguyễn Thái Học. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương 8. Lại mưu đánh phá ngục thất Quả Lò và pháp trường Yên Bái qua giọng đọc của Nam Anh sau đây. Lại mưu đánh phá ngục thất Hỏa Lò và pháp trường Yên Bái. Từ khi Nguyễn Thái Học và các yếu nhân của đảng bị bắt, thì Lê Hữu Cảnh lên nắm quyền của đảng. Cảnh đã bỏ qua hết,
những mối bất hòa lúc trước và không tỏ ra nghi ngờ đối với các đồng chí cũ của Nguyễn Thái Học. Hơn nữa, Lê Hữu Cảnh vẫn thường liên lạc với Nguyễn Thái Học trong ngục thất và nhận lấy những lời khuyên bảo do Nguyễn Thị Giang làm liên lạc giữa hai người. Không những thế, cô Giang còn làm cố vấn cho đảng và được mọi người nghe theo cho đến ngày cô chết. Mối ưu tư đầu tiên của cô là phải thi hành gấp việc ám sát kẻ phản đảng là Phạm Thành Dương để lập lại trước mắt quần chúng uy tín của đảng bị lung lay mạnh bởi những thất bại mới đây và nhiều vụ bắt bớ mới xảy ra. Chính Nguyễn Thị Giang quyết định gây mưu hại khủng bố chẳng những đối với những kẻ âm mưu phản đảng mà còn đối với cả những viên chức cao cấp người Âu Châu và bọn quan lại tận tụy với bảo hộ. Người bị hại đầu tiên phải là toàn quyền Pasquier. Bản án xử tử được viết bằng thứ mực kính mà mật thám đã tóm được trong các giấy tờ của Lê Hữu Cảnh lúc Cảnh bị bắt. Bản án ấy do chính Nguyễn Thị Giang đọc cho Lê Hữu Cảnh viết. Một bản án xử tử khác cũng được công bố. Bản án của Vi Văn Định, Tổng đốc tỉnh Thái Bình, người đã góp phần đắc lực vào công cuộc đàn áp những mưu toan của cách mạng ở tất cả những nhiệm sở ông phục vụ. Người ám sát được chỉ định thi hành là Tô Phúc Dịch, bị bắt ngày 26 tháng 7 năm 1930, mang trong mình một khẩu súng lục đã nạp đạn và một bức thư ghi bản án tử hình. Và chính việc tuyên truyền tổ chức binh đoàn Yên Bái đã làm nên cuộc khởi nghĩa đêm mồng 9 rạng ngày mồng 10 tháng 2 cũng là Nguyễn Thị Giang. Hơn thế nữa, Nguyễn Thị Giang còn chủ mưu đánh phá ngục thất Hỏa Lò và pháp trường Yên Bái để cứu Nguyễn Thái Học và các đồng chí của cô. Đảng vẫn tiếp tục công tác chế bom. Sau nhiều lần thử không thỏa mãn những vũ khí nổ mạnh, người ta bắt đầu chế bom bằng kim khí có dạng hình trụ, phát hỏa bằng điện. Nhiều quả bom loại mới này bị bắt được ở Hà Nội ngày 27 tháng 8 năm 1930. Tên Tuần Phu bắt Nguyễn Thái Học bị xử tử. Cách đúng 10 năm sau, ngày 23 tháng 9 năm 1940, quân đội Nhật Bản từ Trung Hoa tiến vào Lạng Sơn. Lợi dụng thời cơ thuận tiện, các lãnh tụ Việt Nam phục quốc đồng minh hội, chỉ huy phục quốc quân vào chiếm đóng thành Lạng Sơn, được toàn thể đồng bào tỉnh Lạng Sơn nhiệt liệt hưởng ứng và ủng hộ. Sau ngày quân đội Pháp chiếm lại thành Lạng Sơn, phục quốc quân chống cự không nổi phải rút lui ra ngoài bưng, biển hoạt động du kích chiến. Tháng 11 năm 1940, độc lập sư Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội do Hoàng Lương chỉ huy hành quân, Bộ Tham mưu đóng tại Bản Cam thuộc tỉnh Lạng Sơn, phái Nguyễn Đình Hải xuất quân một đại đội đi tuần tiễu. Một trung đội lính Việt trong hàng ngũ Pháp quân do Trung úy Hà Văn Ký chỉ huy đã bị lọt vào ổ phục kích của phục quốc quân tại Bản Liêm. Hà Văn Ký bị giết chết tại chỗ, còn lính bị bắt giải về Bộ Tham mưu tại Bản Cam. Ngoài số binh sĩ còn có 8 người dân quê mà Hà Văn Ký bắt đi làm hướng đạo, cũng bị bắt về bản doanh hành quân Bản Cam. Trong số 8 người dân quê hướng đạo cho Hà Văn Ký được thẩm vấn, có một người khai tên là Lương Văn Quán và tự cung khai. Chính y là một người trong số tuần phu canh gác điếm cổ vịt của thực dân Kleber đã cùng đồng bọn bắt Nguyễn Thái Học cùng Sư Trạch ngày 20 tháng 2 năm 1930. Hoàng Lương cho là một việc tối thiêng liêng báo ứng của luật nhân quả đạo Phật, bởi chính Lương Văn Quán đã tự cung khai chứ không một ai biết chuyện quá khứ 10 năm. Hoàng Lương ra lệnh xử tử Lương Văn Quán lập tức bằng nhiều mũi lưỡi lê. Thực dân treo giải thưởng 5.000 đồng bạc cho ai bắt được Ký Con. Sau vụ ném bom Hà Nội đêm mùng 10 tháng 2, Ký Con bị sở mật thám Bắc Kỳ truy nã rất gắt gao. Chính quyền thực dân cho in hình Ký Con và rải hàng vạn cáo thị cho ai bắt hay giết được Ký Con sẽ được thưởng một số bạc là 5.000 đồng, giá trị đồng bạc ở thời kinh tế đại khủng hoảng ấy. Đứng trước tình thế nghiêm trọng ấy, Ký Con rời Hà Nội xuống ở nhà một đồng chí ở làng Dư Hàng, ngoại ô, thành phố Hải Phòng. Ở Hải Phòng ít lâu, cảm thấy khó bề yên ổn
vào trung tuần tháng 6, ký con, trở về Nam Định ở tạm một đêm tại nhà một đồng chí ở phố Năng Tịnh. Sáng hôm sau, trong khi ký con sửa soạn ra đi, thì mật thám ập vào bắt được đưa về Hà Nội. Sở mật thám Nam Định tuyệt nhiên không hề hay biết gì cả. Nguyên do vụ này, theo phán tảo, một nhân viên trong sở mật thám Nam Định đã thuật lại với tác giả rằng là có mấy đảng viên Đông Dương Cộng sản Đảng ở Nam Định và Thái Bình biết tin ký con hiện có mặt ở Nam Định. Chúng liền lên thẳng Hà Nội mật báo với lão quan thầy của chúng là Louis Marty, tổng giám đốc nhà liêm phóng Đông Dương. Louis Marty liền ra lệnh cho Arnaud đem mật thám Hà Nội xuống Nam Định bắt ký con, khiến cho sở mật thám Nam Định bị Arnaud khiển trách rất nặng nề. Nhưng nuốt 5.000 đồng bạc thưởng đâu có trôi, để trả đũa, sở mật thám Nam Định liền ra lệnh bắt ngay mấy đảng viên Đông Dương Cộng sản ấy. Tại sở mật thám Hà Nội, ký giả Louis Roubaud đã gặp ký con. Louis Roubaud đã tường thuật lại cuộc gặp gỡ ấy như sau. Tôi gặp ký con ở phòng ông Arnaud, giám đốc mật thám Bắc Việt. Ông Arnaud là một người điều khiển ngành công an Pháp, thì ký con mấy hôm trước đây còn là công an của đảng. Anh là trưởng ban ám sát. Khi tòa án cách mạng của đảng tuyên án tử hình ai, họ thường chuyển việc này sang cho ký con, sao lại bản tuyên án để hành hình. Anh ra chỉ thị cho những nhân viên làm việc. Khi đã xong xuôi, anh cho in bản thông cáo để loan báo cho dân chúng An Nam và Pháp biết. Những sự việc vẫn trôi chảy đều đều. Hôm nay, anh ở trong phòng ông giám đốc công an Pháp. Tôi được thân mật nói chuyện với anh. Đôi khi rất buồn cười nếu tôi căn cứ vào tiếng cười của ký con. Anh ta là một người bé nhỏ hơn tất cả mọi người. Anh ta rất gầy. Anh ta mới có 22 tuổi. Có khuôn mặt như con sóc, mắt sáng lấp lánh. Anh vừa bị bắt mới cách đây vài hôm thôi. Đầu anh được treo giải thưởng. Từ lâu nay thì cuộc thẩm vấn không kéo dài vì anh đã thú nhận hết. Thủ phạm sát nhân trong sở thú chính là anh. Đánh cướp xe trên đường Sơn Tây chính là anh. Cái gì không do chính tay anh hành động, anh cũng sửa soạn và ra lệnh. Mỗi tội ác của anh giá trị ngang với sự tử hình mà đã có 20 tội như vậy. Hội đồng đề hình kết án tử hình mà để lực anh phải nhận. Câu chuyện đối thoại đến khúc quan trọng, ông Arnaud phải nói tới chủ thuyết đảng và mục đích của cách mạng. Ký con trả lời ung dung, không cần lựa lời, chấm câu để giải thích hay thuyết phục. Theo lời đề nghị của tôi, ông Arnaud hướng về quá vãng tù nhân, đến thuở thiếu thời của anh. Ký con sinh trưởng ở Hàng Sơn trong một phố tuyệt đẹp ở Hà Nội, cha anh trông coi tiệm thợ bạc. Như thế không có nghĩa là gia đình anh giàu có, vốn liếng vỏn vẹn có, là gồm những dụng cụ để làm nghề, một người thợ vàng, bạc. Đến lượt tôi hỏi chuyện anh, nếu anh thấy ít lòng tin thành công, thì sao anh cứ dằn dai mãi? Anh trả lời tôi, người ta phải khởi sự rồi người khác tiếp tục, chúng tôi không thành công rồi kết quả sẽ đến sau này. Để làm gì? Để đuổi người Pháp ra khỏi xứ An Nam. Có phải rằng ám sát đồng bào tôi, anh có thể đi tới đích? Tôi chỉ trừng phạt bọn bội phản. Nếu tôi giết kẻ nào là bởi công ích, ông không thể làm cuộc cách mạng mà không có sự giết người. Và anh cướp bóc hành khách trong chuyến xe đò Mỹ Lâm ngày 21 tháng Giêng năm 1930. Cách mạng cần tiền, trong xe có nhiều lái buôn Trung Hoa, rất giàu. Có đi chợ để đầu cơ thực phẩm, gạo. Tôi đã bảo họ, tôi có nhiệm vụ chiếm của cải, kẻ giàu có quá mức để phân phát cho kẻ nghèo. Anh là cộng sản. Tôi chỉ là một người Cộng Hòa như ông. Tôi cầu chúc cho xứ sở tôi được như là xứ sở ông đã có. Một chính phủ dân chủ, bầu cử phổ thông, tự do báo chí, thừa nhận quyền hành làm công dân để khởi sự đầu tiên là độc lập. Anh còn tuyên bố, nếu người Pháp yêu chúng tôi,
họ sẽ thấy chúng tôi khổ sở biết chừng nào. Và anh nói thêm, những người khổ sở nhất là những người già, bởi họ không trông thấy. Chúng tôi sống không ánh sáng như người già cả. Chúng tôi là dân tộc sống trong tăm tối. Ông Agnew là một kẻ địch nguy hiểm nhất của họ. Theo dõi họ không thương xót, nhưng ông không dám khinh miệt họ bao giờ. Cơ quan cải tổ đảng bị khám phá. Mặc dầu gặp hoàn cảnh hết sức khó khăn, Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân, Lê Tiến Sự, Nguyễn Đôn Lâm, Phạm Văn Hề và ít ngày sau thêm Nghiêm Toản cùng nhau đứng lên làm nhiệm vụ liên lạc với các đồng chí còn trong vòng bí mật để triệu tập một hội nghị bầu Trung ương chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng cải tổ. Để có tài chính thực hiện công tác cải tổ đảng, ngày 30 tháng 4 năm 1930, thừa khi Nguyễn Văn Bình, tham tá Sở Công Chính, ôm cặp bạc từ ngân khố Trung ương Hà Nội, trở về sở để phát lương cho nhân viên. Ngồi trên xe kéo đi được ít bước đường, Nguyễn Xuân Huân đi xe đạp tiến tới giật cặp bạc của Nguyễn Văn Bình. Trong có số bạc 11.000 đồng trao cho Nguyễn Văn Quốc. Bình kêu cứu và lăng mạ thậm tệ, sợ bị lộ chuyện Nguyễn Xuân Huân, liền rút súng lục bắn chết Nguyễn Văn Bình cho phi tang. Sở mật thám, phái thám tử đến khám xét những người tình nghi là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trong số có giáo sư Lê Văn Giáp. Họ Lê bị bắt, nhưng thủ phạm xét ra không phải họ Lê vì ông này không biết đi xe đạp. Mãi đến ngày 10 tháng 7 năm 1930, sở mật thám chăng lưới bắt được Lê Hữu Cảnh ẩn náu trong một ngôi nhà ở Hải Phòng với người phụ tá là Nguyễn Xuân Huân và Lê Thị Thành. Cảnh và Huân đều có mang súng lục và đạn. Mật thám còn khám phá được, ở trong căn nhà này, ngoài bản án tử hình chống Pasquier, còn bắt được tất cả dụng cụ chế bom cũng như các công thức làm chất nổ. Trước sự tra tấn dã man của Peugeot, Nguyễn Xuân Huân và Lê Hữu Cảnh khai nhận hết. Sau khi đã ký vào tờ công khai, thừa khi Peugeot không lưu ý, Lê Hữu Cảnh cầm bình mực bằng thủy tinh trên bàn giấy, liền thật mạnh vào mặt Peugeot, rồi lao mình từ tầng lầu 1 xuống sân trong sở mật thám tự tử. Nhưng Lê Hữu Cảnh đã không được toại nguyện. Lê Thị Thành bị cùm hai chân và khóa chặt hai tay trong xà lim. Mật thám cưỡi xe đạp đi trên bụng chị Lê để bắt khai cung. Chị Lê lăng mạ bọn thám tử thậm tệ và nhất định không chịu công khai cho một ai. Đến ngày 15 tháng 8 năm ấy, Lê Tiến Sự, Nguyễn Đôn Lâm, Phạm Văn Hề đều bị bắt và cách ít ngày Nghiêm Toản cũng bị bắt nốt. Tiếp đến ngày 7 tháng 9 năm 1930, sở mật thám lại huy động một số đông đảo nhân viên đến vây suốt đêm, đợi trời sáng rõ mới ập vào khám nhà của Nguyễn Đình Nghị, cơ quan bảo vệ tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Thanh Giám, Hà Nội. Hai nhân viên sở mật thám bị thương bằng súng lục, Hoàng Đình Nghị, Hoàng Đình Vĩ cùng ba đồng chí tìm cách trốn chạy, bắn không ngừng lại những người rượt bắt. Cuối cùng cả năm người trốn chạy đều bị bắt. Hoàng Đình Nghị, Hoàng Đình Vĩ, Đỗ Thị Tâm, Nguyễn Thị Vân và Trần Xuân Độ. Và sau đó ít ngày thì Hoàng Đình Nghị, Hoàng Đình Vĩ bị thương nặng nên đã từ trần. Đỗ Thị Tâm bị đưa lên thẩm vấn đầu tiên. Peugeot ra lệnh lột trần, tra tấn bằng điện, nước và gân bò cực kỳ dã man. Chị Tâm nhất định không chịu công khai một lời, còn lăng mạ. Peugeot ra lệnh tạm giam vào xà lim số 21. Trước khi đưa vào xà lim, một tên thám tử người Pháp to lớn còn lấy hai tay nâng bổng chị Tâm ở giữa sân trong sở mật thám, quay nhiều vòng tròn tít như trong trống. Chân bị cùng, tay bị xích ở xà lim, Đỗ Thị Tâm lấy mảnh yếm lụa nhét vào cuống họng, kết liễu đời mình ngay trong đêm hôm ấy, tức là ngày 7 tháng 9 năm 1930. Nguyễn Thị Vân khai gia nhập Việt Nam Quốc Dân Đảng để tranh đấu quyền độc lập cho Tổ quốc. Trước ngày đảng khởi nghĩa, Thị Vân được trao phó công tác may cờ cùng quân phục cách mạng quân. Nay thì học bắn súng, chế bom để giết những kẻ nào phản đảng và những kẻ xâm lăng. Được gia nhập đảng là do chị Đỗ Thị Tâm giới thiệu.
chi bộ có 5 người, thì 2 người đã bị bắn chết, còn lại 3 người bị bắt đây. Ra trước hội đồng đề hình, xét vì chưa đến tuổi, thành niên Nguyễn Thị Vân bị xử giam vào nhà trừng giới 10 năm. Đến Trần Xuân Độ, nguyên đoàn viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng thuộc chi đoàn Hải Phòng, sang lao động tại A Lao đã hơn 1 năm. Khi được tin đảng sắp khởi nghĩa, anh tìm đường xuyên sơn trở về nước, được xung phong công tác tại cơ quan mật vụ này. Trần Xuân Độ được đưa ra xét xử trước hội đồng đề hình, bị kết án lưu đày ra Côn Đảo. Chương trình trang sử Việt Nam Quốc Dân Đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con cô bác, với lời cầu chúc luôn may mắn, an lành và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Xuân xuân chi ta nhẹ nhàng, máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế hào vang pha trường. Không thành công.